Trong lĩnh vực nội thất cũng như chế tác nghệ thuật thì gỗ pơ mu là một loại gỗ quý được sử dụng rất nhiều. Những sản phẩm được làm từ gỗ pơ mu thì luôn được đánh giá rất cao về tính thẩm mỹ và chất lượng. Tuy nhiên, loại gỗ này có những ưu, nhược điểm gì? Gỗ pơ mu phân biệt thật giả ra sao? Và giá gỗ pơ mu hiện nay thì khoảng bao nhiêu? Thì xin mời các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về loại gỗ này. Và để biết thêm nhiều kiến thức khác về gỗ tự nhiên cũng như về gỗ nội thất thì các bác hãy bấm đăng ký kênh để có thể nhận những video kiến thức mới nhất và hoàn toàn miễn phí. Gỗ pơ mu là gì? Thì gỗ pơ mu có tên khoa học là Vachenia, là một chi thuộc họ hoàng đàn. Loại gỗ này có tên gọi khác là gỗ khơ mu, hòng khe, mại vạc, mại long lanh hay tô hạp hương. Đồng thời thì gỗ pơ mu là một họ thông, nhưng theo nhiều người đánh giá thì chất lượng của gỗ pơ mu cao cấp hơn nhiều. Cây gỗ pơ mu có thân lớn và thẳng, chiều cao trung bình khoảng 25-30 m, tán cây hình tháp, gốc cây không có bạnh, vỏ cây có màu ánh nâu hoặc màu xám. Đặc biệt khi cây còn non thì vỏ rất dễ bị bong chóc, còn khi cây về già thì vỏ cây sẽ xuất hiện các vết nứt theo chiều dọc. Khi ngửi thì bạn sẽ thấy cây gỗ pơ mu có mùi thơm nhẹ. Đặc biệt vòng đời của cây gỗ thì có thể kéo dài tới hàng trăm năm. Cây gỗ pơ mu thì vốn là một loại cây không chịu được bóng râm, chỉ có thể sống ở những nơi vùng khí hậu mát mẻ, mưa nhiều. Do đó thì loại cây này thường được mọc trên các vùng đất ẩm như là rừng nhiệt đới hay là khu vực miền núi. Gỗ pơ mu thuộc nhóm mấy và có tốt không? Trong bảng xếp hạng các nhóm gỗ ở Việt Nam thì gỗ pơ mu là một loại gỗ quý được xếp vào nhóm 1. Bên cạnh đó, gỗ pơ mu sở hữu những đường vân rất đẹp, có tính nhẹ và bền, hoàn toàn không bị mối mọt. Đặc biệt theo kinh nghiệm dân gian thì gỗ pơ mu còn có khả năng xua đuổi một số loại côn trùng như muỗi. Bởi vậy khi được hỏi rằng gỗ pơ mu có tốt không thì chúng tôi có thể khẳng định rằng gỗ pơ mu rất tốt. Loại gỗ này đang được sử dụng rất nhiều trong các ngành công nghiệp xuất khẩu cũng như là thiết kế nội thất. Ưu, nhược điểm và ứng dụng của gỗ pơ mu trong thiết kế nội thất. Sau khi đã có những thông tin chung về gỗ pơ mu thì chúng ta hãy tiếp tục đi sâu và khám phá xem liệu gọi loại gỗ này có những ưu, nhược điểm gì và ứng dụng ra sao trong lĩnh vực thiết kế nội thất. Về ưu điểm, gỗ pơ mu được xem là một loại gỗ quý hiếm, cũng bởi loại gỗ này sở hữu nhiều ưu điểm. Trước hết phải kể đến vẻ đẹp của gỗ pơ mu. Loại gỗ này có tính thẩm mỹ rất cao nhờ những đường vân gỗ đẹp, đồng thời gỗ pơ mu nhẹ và bền, không bị mối mọt. Độ liên kết giữa các phân tử trong gỗ khá cao nên có thể chịu được sự va đập tốt cũng như sự tác động của các loại ốc vít to. Ngoài ra thì gỗ pơ mu là một loại gỗ có mùi hương rất nhẹ nhàng, đem đến cảm giác thoải mái và thư giãn cho người sở hữu. Cũng chính nhờ mùi hương đặc trưng mà gỗ pơ mu còn có khả năng xua đuổi côn trùng như muỗi. Về nhược điểm thì bên cạnh những ưu điểm nổi trội, gỗ pơ mu vẫn tồn tại những nhược điểm. Cây gỗ pơ mu vốn là loại cây sinh trưởng chậm, do đó thì không có khả năng đáp ứng kịp nhu cầu sử dụng trên thị trường. Thêm vào đó thì giá gỗ pơ mu rất đắt, có khuynh hướng tăng dần theo thời gian. Nguyên nhân giá gỗ tăng cao thì cũng bởi do gỗ pơ mu bị khai thác quá nhiều nên khan hiếm. Đáng chú ý nhất là vì là một loại gỗ quý hiếm nên gỗ pơ mu thường bị đánh cháo với các loại gỗ khác. Ứng dụng tuyệt vời trong nội thất. Với những đặc tính ưu việt cùng vẻ đẹp tự nhiên thì gỗ pơ mu đang được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực sản xuất và thiết kế đồ nội thất. Cụ thể thì gỗ pơ mu được dùng để chế tác các món đồ nội thất cao cấp. Như thế nào thì các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá nhé. Sàn gỗ pơ mu. Để làm sàn nhà thì người ta thường sử dụng gỗ pơ mu già, do chất gỗ đanh cứng, thớ gỗ nhỏ mịn, có độ dai và dẻo. Khi sử dụng sàn gỗ pơ mu thì khách hàng hoàn toàn thì có thể yên tâm rằng sản phẩm sẽ không bị cong vênh, nứt nẻ, mài mòn hay mối mọt. Sàn gỗ pơ mu có thể sử dụng được nhiều trong không gian nội thất và các phong cách thiết kế khác nhau. Tuy nhiên, thích hợp nhất thì vẫn là phong cách Á Đông với vẻ đẹp nhẹ nhàng và tinh tế. Bàn ghế phòng khách gỗ pơ mu. Các sản phẩm bàn ghế gỗ pơ mu thì hầu hết được sử dụng trong trang trí nội thất phòng khách với những đường nét hoa văn chạm trổ rất tinh xảo, đẹp mắt. Bên cạnh đó, bàn ghế gỗ pơ mu thì được đánh giá cao về chất lượng cũng như độ bền. Đặc biệt gỗ pơ mu còn tỏa ra mùi hương thơm nhẹ nhàng, vô cùng dễ chịu. Trần gỗ pơ mu với không gian phòng khách và phòng ngủ để làm tăng vẻ đẹp hiện đại cho kiến trúc văn phòng. Nhiều gia đình thường thiết kế trần nhà ốp gỗ pơ mu với gam màu vàng tươi sáng đi kèm với độ bền cao thì có khả năng chống mối mọt. Trần gỗ pơ mu thì có thể giữ được vẻ đẹp trong một thời gian lâu dài. Tủ bếp gỗ pơ mu. Hiện nay thì phần lớn tủ bếp đều được sản xuất từ chất liệu gỗ, trong đó gỗ pơ mu cũng là một loại gỗ được rất nhiều gia đình ưa chuộng. Tủ bếp gỗ pơ mu thường có màu nâu vàng, nhẹ nhàng đem đến cho không gian nấu nướng một vẻ đẹp sang trọng, ấm áp và rất hợp phong thủy. Tranh phong thủy bằng gỗ pơ mu. Giữa các loại gỗ quý tự nhiên thì gỗ pơ mu là một trong số ít những loại có thể sử dụng để chạm khắc nghệ thuật ngay trực tiếp lên bề mặt. Chính vì vậy những bức tranh phong thủy bằng gỗ pơ mu thì dần được ra đời. Không chỉ có giá trị về mặt thẩm mỹ, những sản phẩm được chạm khắc từ gỗ pơ mu thì còn giúp cải thiện phong thủy cho không gian nhà ở cực kỳ hiệu quả. Giường ngủ gỗ pơ mu. Với những sản phẩm giường ngủ gỗ pơ mu thường được thiết kế với đường nét khá đơn giản,
và cơ bản nhằm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của những đường vân gỗ. Tuy nhiên, với bất kỳ kiểu dáng nào, giường ngủ gỗ pơ mu thì đều rất nổi bật và ấn tượng. Bồn tắm gỗ pơ mu, hầu như rất hiếm có loại gỗ nào có thể thích nghi được trong môi trường ẩm ướt tốt như gỗ pơ mu. Do đó loại gỗ này được sử dụng để sản xuất bồn tắm. Bồn tắm gỗ pơ mu thì có mùi thơm rất dễ chịu, phù hợp với những không gian phòng tắm mang phong cách Á Đông. Đồ trang trí khác thì bên cạnh những vật dụng, món đồ nội thất trang trí lớn, gỗ pơ mu còn được sử dụng để chế tác những món đồ thủ công mỹ nghệ có kích thước nhỏ như vòng hạt đeo tay, đồng hồ treo tường hay những bức tượng phong thủy. Cách phân biệt gỗ pơ mu thật giả cực đơn giản. Sau khi đã giới thiệu đến bạn những ưu, nhược điểm cũng như ứng dụng của gỗ pơ mu thì chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách phân biệt gỗ pơ mu thật giả vô cùng đơn giản thông qua những phương pháp nhận biết cực chuẩn dưới đây. Cách nhận biết gỗ pơ mu trong tự nhiên. Trong tự nhiên thì nhận biết gỗ pơ mu thì bạn cần ghi nhớ những đặc điểm hình dáng và sinh thái của loại cây này. Đa phần thì cây gỗ pơ mu nhiều tại các địa hình vùng núi đá vôi hoặc vùng đất có nguồn gốc từ đá granite với độ cao trên 900 m. Cây không chịu được bóng râm, cần có điều kiện khí hậu mát mẻ và mưa nhiều thì mới có thể phát triển tốt. Cây gỗ pơ mu thường cao khoảng 25 đến 30 m, có thân gỗ, vỏ cây màu xám, đặc biệt vỏ cây non thường bị chóc, còn vỏ cây già hơn thì hay xuất hiện các vết nứt theo chiều dọc. Lá pơ mu thì có màu xanh, có dạng hình trứng và bị nén hoặc có hình mác ngược với hình đỉnh tam giác. Lá cây thì mọc thành các cặp chéo nhau hình chữ thập, đối và xo le không cách đều. Lá cây thì trên các cây trưởng thành thì dài khoảng 2 đến 5 mm và lá cây trên các cây non thì dài khoảng 8 đến 10 mm. Cách nhận biết gỗ pơ mu thành phẩm. Để nhận biết gỗ pơ mu thành phẩm thì bạn cần quan sát kỹ bề mặt gỗ. Gỗ pơ mu thật thì thường có màu vàng, thớ gỗ mịn, đường vân đẹp rõ ràng, trọng lượng nhẹ, không bị cong vênh. Đặc biệt gỗ pơ mu thì có mùi hương rất đặc trưng, dễ chịu, có thể duy trì trong khoảng 3 năm kể từ khi bề mặt gỗ được chà sạch. Bên cạnh đó thì gỗ pơ mu thật thì sẽ có khả năng kháng khuẩn, kháng nấm, sát trùng, không lo bị mối mọt và có thể chống được một số loài côn trùng như là gián, muỗi hay kiến. Cách phân biệt các loại gỗ pơ mu. Hiện nay thì trên thị trường gỗ pơ mu có rất nhiều loại. Để bạn có thể nhận biết dễ dàng đâu là sản phẩm thật và đâu là sản phẩm giả, sau đây thì là một loại số gỗ pơ mu đi kèm và đặc điểm tương ứng. Gỗ giả gỗ pơ mu thường thì người ta sẽ dùng gỗ keo, cao su hoặc sồi để làm giả, hay được bày bán ở các tiệm đồ gỗ có giá trị thấp. Gỗ được sơn màu vàng nhạt, không có vân, hoặc vân thì được sơn giả và không có mùi thơm. Gỗ pơ mu từ Lào thì có giá trị thấp, đa phần là cây trồng công nghiệp. Gỗ có màu vàng trắng, vân gỗ và mùi thơm ít, độ đậm, đặc tinh dầu thấp. Gỗ pơ mu từ các tỉnh phía Bắc Việt Nam thì có giá trị cao do đa phần là cây trồng tự nhiên. Gỗ có màu vàng nhạt, vân gỗ khá nhiều, lượng tinh dầu ở mức khá và độ đậm đặc tương đối. Gỗ pơ mu từ các tỉnh Tây Nguyên Việt Nam thì thuộc họ pơ mu hoàng đàn, có giá trị cao 100% là cây mọc tự nhiên lâu đời. Gỗ có màu vàng đậm, vân gỗ dày, rất đẹp, lượng tinh dầu nhiều và độ đậm đặc cao. Giá gỗ pơ mu. Trên thị trường hiện nay thì giá gỗ pơ mu cũng thuộc vào loại kích thước của gỗ. Với loại gỗ tròn, loại gỗ hộp hay đã xẻ thì giá thành sẽ có sự chênh lệch. Thông thường giá gỗ pơ mu dạng hộp thì có kích thước chiều dài khoảng 20 đến 2 m đến 5 m và có chiều rộng từ khoảng 20 đến 40 cm, thì có giá trị dao động khoảng từ 20 đến 25 triệu đồng một mét khối. Trên đây là những thông tin chúng tôi cung cấp về gỗ pơ mu kèm theo ưu nhược điểm và ứng dụng để mọi người có thể hiểu rõ hơn về loại gỗ này. Hy vọng với bài viết này của chúng tôi thì các bác sẽ nhận biết được gỗ pơ mu thật giả để chọn được cho gia đình mình một sản phẩm tốt. Và đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật những kiến thức mới nhất hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.